Xin chào mọi người, video này tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan chùa cầu. Đây là một kiến trúc khá độc đáo, mang phong cách Nhật Bản trong quá trình giao lưu văn hóa ở Thường Cảng Hội An khi xưa. Nó cũng là một biểu tượng của Hội An và là điểm đến không nên bỏ qua mỗi khi du lịch ở phố cổ. Xây sàn sát giống nhau, đó là một cái cồn do có con sông này nó bồi đắp ra. Qua hết cái dãy nhà đó sẽ có một cái nhánh sông nữa, bởi vì trước đây là một cái thương cảng. Thì từ vị trí dòng sông này mà di chuyển về cái cửa đại mà hồi sáng anh chị mình đi ngang qua thì khoảng 6 cây số. Nhưng mà do cái dòng sông này nó bồi đắp nên chính vì lẽ đó giờ làm cho cái cửa sông này nó cạn lại. Nên thuyền buôn không đi vào trong đây buôn bán làm ăn được. Nên đây là một cái thương cảng rất là sầm uất. Quý anh chị tưởng tượng từ Á sang Âu, từ Âu sang Á người ta phải nhưng ở đây để người ta tiếp nhiên liệu, người ta mua hàng quá vậy. Nên ở nơi đây có sự giao lưu thông thương giữa ba nền văn hóa, một là kiến trúc Nhật Bản, hai là kiến trúc Trung Hoa, ba là kiến trúc của một số châu Âu và sau này là kiến trúc của Việt Nam vào trong này. Nên một số anh chị hỏi là tại sao là lại có kiến trúc của nước ngoài vào trong này, bởi vì nơi đây là một cái thương cảng và nơi giao lưu về hàng hóa vào thế kỷ thứ 13-14. Sang thế kỷ thứ 18 thì cái thương cảng này không còn hoạt động nữa nên người ta nhường ra vị trí cửa hàng ngoài Đà Nẵng. Và qua bên kia có một cái nhánh sông nữa và hai con đường lớn nhất là con đường Bạch Đằng và con đường Nguyễn Thái Học. Và bây giờ mình sẽ dịch chuyển tới một cái biểu tượng của Hội An. Đến Hội An phải đi cái này, đó là chùa cầu, đó là linh hồn của phố cổ. Và bây giờ chùa cầu hiện là một cây cầu gỗ trụ đá dài khoảng 18 mét, nối hai đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú, bắc ngang một nhánh nhỏ của con sông Hoài. Địa danh này là một cây cầu gỗ với hơn 400 năm tuổi trong khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nó còn được gọi là cầu Nhật Bản hay là Lai Viễn Kiều. Chùa cầu là một trong những di tích kiến trúc khá đặc biệt. Mái chùa lợp ngói âm dương, che kín cả cây cầu. Chùa và cầu đều làm bằng gỗ sơn son, chạm trổ rất công phu. Mặt chùa quay về hướng bờ sông, hai đầu cầu có tượng thú làm bằng gỗ đứng chầu. Một đầu là tượng chó, một đầu là tượng khỉ. Người ta cho rằng nguyên nhân đặt tượng như vậy có lẽ được xuất phát từ việc cây cầu được xây dựng vào năm Thân, xong vào năm Tuất. Ngoài ra thì đây cũng là một trong những con vật được tôn thờ trong tín ngưỡng thần đạo của Nhật Bản. Chiếc cầu này được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 17, nên đôi khi người ta còn gọi là cầu Nhật Bản. Theo truyền thuyết thì ngôi chùa được coi như một thanh kiếm đâm xuống lưng con cá trê Namazu, khiến nó không thể quẫy đuôi, gây ra các trận động đất. Năm 1653, người ta dựng thêm phần chùa, nối liền phần lan can phía bắc, nhô ra giữa cầu. Từ đó, người dân địa phương gọi là chùa cầu. Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu thăm Hội An, đặt tên cho chiếc cầu là Lai Viễn Kiều, với nghĩa là cầu đón khách phương xa. Chùa được trùng tu vào năm 1817, năm 1865, năm 1915, năm 1986 và mất dần đi các yếu tố kiến trúc của Nhật Bản, thay vào đó là kiến trúc mang đậm phong cách Việt và Hoa. Đến ngày 17 tháng 2 năm 1990, chùa cầu được cấp bằng di tích kiến trúc lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chùa cầu sau đó được tôn vinh là một biểu tượng của Hội An và được đưa vào logo phố cổ Hội An trên khắp băng rôn, vé tham quan hay là quà lưu niệm. Nếu hỏi người dân Hội An nơi nào nên tham quan nhất ở phố cổ thì cái tên họ thường xuyên nhắc đến đầu tiên đó là chùa cầu, và cho rằng nếu chưa đi qua địa danh này có nghĩa là chưa tham quan phố cổ Hội An.
tuy gọi là chùa nhưng bên trong không có tượng Phật, mà thay vào đó là nơi thờ Bắc Đế Trấn Võ, một vị thần bảo hộ mang lại hạnh phúc cho con người. Vị thần Trấn Võ tên gọi tại Việt Nam là thần Chân Vũ hay là Huyền Đế. Ngài là một trong những vị thần được thờ phụng phổ biến tại Trung Quốc và các nước Á Đông ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản. Vị thần này tượng trưng cho sao Bắc Cực, là một vị thần lớn trong đạo giáo, kiêm quản lý các loài thủy tộc nên cũng được gọi là thủy thần hay là hải thần. Truyền thuyết về thần Trấn Võ được xuất hiện vào đời nhà Tùy ở Trung Quốc, tương ứng với khi đạo giáo phát triển hệ thống thần điện của mình. Sau này, Nhật Bản tiếp thu văn hóa tín ngưỡng của Trung Quốc nên người dân cũng bắt đầu tôn thờ ngài, sau cùng là về Việt Nam. Chùa Cầu ở Hội An là một di tích kiến trúc khá lâu đời với 400 năm tuổi, nhờ nét kiến trúc độc đáo và là biểu tượng của phố cổ Hội An. Đây là một điểm đến không nên bỏ qua mỗi khi du lịch ở phố cổ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên bấm thích, nhấn đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.